Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình, đồng thời bồi thường hơn 674.000 tỷ đồng. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, bị tuyên chung thân về tội tham ô tài sản. Bị cáo Đinh Văn Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, lĩnh án chung thân. Bị cáo Trương Huệ Vân, cựu tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cháu gái của bà Trương Mỹ Lan, lĩnh án 17 năm tù về hai tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ông Chu Lập Cơ, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, chồng bà Trương Mỹ Lan, nhận mức án 9 năm. Ngoài ra, nhiều bị cáo khác lãnh mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 20 năm tù.